Xin kính chào các bạn. Hôm nay thì shop máy bơm mini 68 chúng tôi giới thiệu cho các bạn một chiếc máy bơm áp lực 12V 180W. Đây là chiếc bơm công suất lớn và có quạt gió đằng sau để làm mát máy bơm. Áp lực của máy bơm này thì dao động từ 1,3 đến 1,5 MPa. Dơ le ngắt trên máy bơm thì bọn mình đang chọn loại dơ le là ngắt ở áp suất là 1,3 MPa. Sau đây thì mình sẽ sử dụng chiếc súng phun áp lực rửa xe để test máy bơm này. Nguồn điện sử dụng là mình sử dụng cái nguồn ắc quy 12V. Mình đang ngắt súng thì máy bơm nó ngắt vì nó có dơ le tự ngắt các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ mở súng ra. Bốc nhả súng thì máy ngắt luôn. Áp lực rất là mạnh. Áp lực mạnh như thế này thì các bạn có thể sử dụng máy bơm này cho nhiều mục đích như rửa xe, vệ sinh điều hòa, tưới cây hoặc là tăng áp cho vòi hoa sen, bình nóng lạnh, các cái thiết bị khác. Và đặc biệt hơn là nếu như các bạn sử dụng cho máy bơm này để phun thuốc trừ sâu công suất lớn, dẫn ống đi xa khoảng 200-300 m thì rất là tuyệt vời. Máy này rất là khỏe, áp lực thoải mái để các bạn phun. Các bạn mua hàng với mình thì liên hệ qua hotline 0386898366 hoặc website máy bơm mini68.com. Xin chào các bạn.